Hà Nội Marathon Techcombank mùa thứ hai đã vượt lên trên quy mô của một giải marathon phong trào thông thường. Sự kiện này thu hút hàng nghìn vận động viên trong nước và ghi nhận sự tham gia đáng kể của gần 250 vận động viên quốc tế đến từ 38 quốc gia khác nhau. Cùng với sự xuất hiện của 30 nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng chạy bộ như Hoa hậu Thủy Tiên, Phạm Thị Hồng Lệ bông hồng thép của làng Điền Kinh Việt Nam, Lâm Túc Ngân nữ runner Việt Nam duy nhất hai lần tranh tài Ironman vô địch thế giới, đạo diễn Việt Tú. Tại vạch xuất phát của 4 cự ly, tất cả các vận động viên, thành viên ban tổ chức, tình nguyện viên đã dành phút mặc niệm, hướng sự chia sẻ, quan tâm, đồng cảm của họ tới các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn thương tâm tại Hà Nội và lũ quét ở Lào Cai. Hành động này tạo nên một hình ảnh rất nhân văn, lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia, đoàn kết và trách nhiệm trong cộng đồng. Ngân hàng Techcombank cũng đã đóng góp 1,1 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn và mất mát với gia đình người bị nạn. Techcombank cam kết thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, kiến tạo giải chạy với thông điệp bước chạy vì một Việt Nam vượt trội để lan tỏa lối sống tích cực, khích lệ tinh thần bền bỉ và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mỗi cá nhân. Thông điệp này nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nhân ái. Đây cũng chính là lời hứa của thương hiệu Techcombank luôn vượt trội hơn mỗi ngày. Thông qua sự kiện này, Techcombank mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người để có những bước chạy vì một Việt Nam vượt trội. Hà Nội Marathon Techcombank mùa thứ hai đã vượt lên trên quy mô của một giải marathon phong trào thông thường. Sự kiện này thu hút hàng nghìn vận động viên trong nước và ghi nhận sự tham gia đáng kể của gần 250 vận động viên quốc tế đến từ 38 quốc gia khác nhau. Cùng với sự xuất hiện của 30 nhân vật truyền cảm hứng trong cộng đồng chạy bộ như Hoa hậu Thủy Tiên, Phạm Thị Hồng Lệ bông hồng thép của làng Điền Kinh Việt Nam, Lâm Túc Ngân nữ runner Việt Nam duy nhất hai lần tranh tài Ironman vô địch thế giới, đạo diễn Việt Tú. Tại vạch xuất phát của 4 cự ly, tất cả các vận động viên, thành viên ban tổ chức, tình nguyện viên đã dành phút mặc niệm, hướng sự chia sẻ, quan tâm, đồng cảm của họ tới các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn thương tâm tại Hà Nội và lũ quét ở Lào Cai. Hành động này tạo nên một hình ảnh rất nhân văn, lan tỏa tình yêu thương, sẻ chia, đoàn kết và trách nhiệm trong cộng đồng. Ngân hàng Techcombank cũng đã đóng góp 1,1 tỷ đồng để chia sẻ khó khăn và mất mát với gia đình người bị nạn. Techcombank cam kết thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, kiến tạo giải chạy với thông điệp bước chạy vì một Việt Nam vượt trội để lan tỏa lối sống tích cực, khích lệ tinh thần bền bỉ và kiên trì theo đuổi mục tiêu của mỗi cá nhân. Thông điệp này nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nhân ái. Đây cũng chính là lời hứa của thương hiệu Techcombank luôn vượt trội hơn mỗi ngày. Thông qua sự kiện này, Techcombank mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người để có những bước chạy vì một Việt Nam vượt trội.